Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn Minh Hoàng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính chào quý chư tôn thiền đức tăng ni. Chúng con kính chào lão cư sĩ Dầu Âm. Chúng con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể chư vị đồng tu ở nhiều nơi trên thế giới đang tham gia vào buổi Zoom trực tuyến ngày hôm nay. Dạ, và như thường lệ để bắt đầu cho chương trình, chúng con xin kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, lão cư sĩ Dầu Âm cùng đại chúng đồng niệm Phật hộ gia vị. Chúng con cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Dầu Âm khởi niệm Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật. Và kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh, kính thưa lão cư sĩ Dầu Âm, kính thưa toàn thể đại chúng, và chúng con vô cùng là xúc động khi mà thường xuyên hàng tuần khi mà lên đường Zoom được nhìn thấy quý chư tôn thiền đức luôn từ bi chứng minh gia hộ cho chúng con, được nhìn thấy chư vị đồng tu hoan hỷ hồ hởi học tập phương pháp hộ niệm và thường xuyên được thực hành phương pháp hộ niệm ngay trực tiếp ở trên đường Zoom hàng tuần trực tuyến. Số lượng người tham gia học tập ngày càng tăng, làm cho ban tổ chức chúng con gấp rút phải thiết lập thêm một đường Zoom mới để kết nối thêm với đường Zoom của chúng ta bấy lâu nay. Là qua đây chứng minh cho sự quan tâm, sự trân quý lớn lao của đại chúng, của nhân dân Việt Nam chúng ta tới phương pháp hộ niệm, khiến cho chúng con thật là vô cùng cảm động. Chúng con là hàng phàm phu sinh ra nhằm thờ mặt Pháp, nhờ gặp được Phật Pháp, nhờ có chư Tăng Ni, chư Thiện Trí Đức, tâm huyết xiển dương mà chúng con có cơ duyên tiếp xúc và thực hành Pháp hộ niệm cứu người, cứu mình, một đời này thoát ly sinh tử luân hồi. Nhờ có phương pháp hộ niệm, nhờ có sự hướng dẫn chỉ bày của lão cư sĩ Diệu Âm mà chúng con nhận ra sơ suất trong lúc tu hành cũng như hiện đời đối người tiếp vật. Chúng con biết được cách động viên, khuyến tấn, hộ niệm cho nhau những lúc đau bệnh, hoạn nạn, trong lúc khó khăn, thất bại, và quan trọng hơn là biết cùng nhau đưa tất cả quy về con đường niệm danh hiệu A Di Đà Phật để cầu nguyện vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Chúng con kính xin đại chúng hãy cùng với chư tôn đức tăng ni, cùng với lão cư sĩ Diệu Âm thường xuyên quan tâm, tuyên dương và thực hành phương pháp hộ niệm để giúp cho nhiều hơn chúng sanh hữu duyên có được lợi ích hiện đời và sau cùng là từng người chúng ta đời này khi lâm chung cũng đầy đủ phước phần được hộ niệm vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, và chúng con xin phép được quay lại với chương trình và câu hỏi chủ đề của chúng ta tiếp tục ngày hôm nay là cách niệm Phật trong buổi hộ niệm. Và chúng ta có câu trả lời đầu tiên là phải niệm Phật thầm trong tâm và quán tưởng đến Phật phóng quang tiếp dẫn. Dạ, chúng con một lần nữa kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm lại từ bi vì chúng con giảng nói để giúp cho chúng con hiểu thấu và hành đúng pháp hộ niệm hơn. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin hỏi chư vị câu trả lời này đúng hay sai? Sai. Con kính bạch lên chư
cùng giáo phận chứng minh, cùng với các ba các má hộ niệm, làm một cái phương thức hướng dẫn cụ thể, hướng dẫn cặn kẽ, thiết thực để cho mỗi người thực hiện được. Ngay như cái đề tài hôm nay, cách niệm Phật trong buổi hộ niệm, đây là điều cụ thể. Vì thường chúng ta tu hành, mỗi người niệm mỗi cách, niệm thầm có, niệm lên tiếng có, niệm nhanh, niệm chậm, tùy theo mỗi người đều có thể ứng dụng. Nhưng khi đi hộ niệm, xin chư vị hãy niệm lên tiếng và niệm theo trung đạo. Nếu mình chưa biết người bệnh niệm như thế nào, thì trung đạo nghĩa là không quá nhanh, cũng không quá chậm. Ngược lại, nếu mình áp dụng những cái cách thức hộ niệm khi mình công phu, có nghĩa là tự do ứng dụng, thì nhiều khi không hợp với cái cung cách thể thức, cái quy tắc hộ niệm. Dù ông đã từng thấy nhiều người đi hộ niệm cứ ngồi đó âm thầm niệm trong tâm, người ta hỏi dự âm có đúng hay không, thì xin thưa với chư vị, chính dự âm này không dám tự động nói đâu, mà trong tài liệu của chư tổ thì chư tổ luôn luôn nhắc nhở là niệm ra tiếng hòa với đại chúng, để cho người bệnh nghe tiếng niệm của mình mà nương theo đó niệm theo mới đúng là pháp hộ niệm. Còn mình niệm thầm là trong lúc mình công phu hay là làm gì đó cho chính mình thì được. Còn niệm thầm trong lúc hộ niệm không đúng cách, nên nhớ. Một cái điểm nữa là quán tưởng. Xin thưa thiệt là quán tưởng nếu có lợi thì lợi cho chính người công phu, cho chính người niệm, chứ không có lợi cho người bệnh đang cần sự hướng dẫn, dìu dắt, đang cần cái âm lực của người hộ niệm để người ta nương theo đó mà niệm theo. Xin chư vị mới nhớ. Bên cạnh đó, giờ ông cũng xin báo cáo rằng là quán tưởng là một pháp niệm Phật đúng với chánh pháp, nhưng mà coi chừng căn cơ của người phàm phu chúng ta không hợp đấy. Đây là sự thực. Chính vì thế mà nếu chư vị nghiên cứu trong những lời khai thị của các vị tổ sư, thì các ngài nói rằng là thời mà pháp này không nên ứng dụng pháp quán tưởng. Chư vị nên nhớ là hộ niệm và niệm Phật chúng ta nó có tới bốn cách. Một là thực tướng, hai là quán tưởng, ba là quán tưởng, bốn là trì danh. Tất cả đều là niệm Phật. Nhưng chư tổ đến thời mạt pháp này chỉ khuyên chúng sanh, tức là khuyên người phàm phu chúng ta chỉ áp dụng hai pháp mà thôi. Một là quán tưởng. Quán tưởng là nhìn hình Phật treo trên tường, nhìn ảnh tượng Phật trên bàn thờ mà niệm Phật. Đó gọi là quán tưởng. Tưởng là vô nặng, chứ không phải là quán tưởng. Tưởng là suy tưởng. Và một cách nữa là trì danh niệm Phật, là mở miệng ra niệm tiếng A-di-đà Phật, lắng nghe cái tiếng niệm của mình đưa vào tâm. Thì hai pháp này chư tổ khuyên. Và trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Phật chú trọng đến vấn đề trì danh Phật mà niệm, mười niệm tất sanh. Chư Phật không có nhắc nhở chúng ta quán tưởng. Như vậy thì chính mình không dùng cách quán tưởng thì khi đi hộ niệm mà quán tưởng cũng không đúng lắm.
tâm thô quán cảnh diệu, thường thường cảnh diệu không có, mà cảnh loạn, cảnh động, vọng tưởng thường thường ứng hiện. Ứng hiện trong lúc hồ niệm cho người ta, những cảnh loạn động đó không giúp ích được cho người bệnh vãng sanh. Cho nên mong chư vị nhớ là Giám nói rất kỹ là mở miệng niệm ra tiếng gọi là cao thính niệm, để cho người bệnh nghe tiếng niệm của mình. Nhiều khi họ nhếch môi không nổi, nhưng mà cái tâm ý của họ nghe tiếng mình niệm, họ niệm theo để dìu dắt cho người bệnh có cái lực niệm theo mới tốt. Mong chư vị hiểu được như vậy thì rõ ràng phương pháp hộ niệm hướng dẫn từng chút từng chút. Nếu mà chư vị coi suốt qua cái quyển sách để hiểu thấu hành đúng pháp hộ niệm thì giảm soạn toàn là những điều rất là căn bản, vô cùng căn bản, phải không chị Ba? Nghe kỹ không anh Ba? Nhớ nghe cái những cái bộ tổ đàm là để hiểu thấu hành đúng pháp hộ niệm cho thiệt rõ ràng đi, giải kỹ lắm, để mình vãng sanh như bà cụ, như ông cụ nhà mình chứ, phải không? À, còn bà cụ đó là tên gì mà không cho gì ông biết vậy? À, Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm công đức của lão cư sĩ Hương ạ. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, là qua lời hay thì chỉ điểm của lão cư sĩ Dầu Âm thì thật sự chúng ta hãy nên bám sát lấy những lời khai thị chỉ điểm này, vì chúng ta cố gắng đi sát với những tài liệu hộ niệm đã được lão cư sĩ Dầu Âm và các vị trưởng lão đã dày công nghiên cứu và hội tập theo đúng tông chỉ của pháp niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta phải bám sát và thực hành theo đúng những cái tông chỉ này để tránh đi những sơ suất khi đi hộ niệm, cũng như khi chính ta được hộ niệm thì giảm thiểu đi những sơ suất và giúp cho chính mình không bị lạc đường và một đời này thật sự được vững vàng cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.